Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Sài Gòn. Chuyên mục giá xe ngày hôm nay xin gửi đến các bạn bản giá xe mới nhất của mẫu xe Suzuki XL7. Suzuki XL7 2021 thế hệ mới được bán tại Việt Nam với một phiên bản động cơ duy nhất có giá bán cụ thể như sau: Suzuki XL7 GLX giá 589.900.000 đồng, Suzuki XL7 GLX phiên bản ghế da giá 599.900.000 đồng. Tham khảo từ đại lý Suzuki Hân Vượng tại Lâm Đồng, Suzuki XL7 đang có chương trình khuyến mãi 20 triệu đồng tiền mặt, đi kèm các món phụ kiện như lót sàn, vè che mưa, vỉ da, gối tựa đầu. Ngoài ra khách hàng còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất. Mỗi đại lý Suzuki cũng sẽ có những chương trình ưu đãi khác nhau, các bác có thể liên hệ đại lý gần nơi mình nhất để tham khảo chi tiết. Ô tô Sài Gòn tạm tính mức giá lăn bánh cho Suzuki XL7 2021 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác. Đối với phiên bản XL7 GLX tiêu chuẩn, giá lăn bánh của xe tại các tỉnh thành khác là 661.511.000, tại thành phố Hồ Chí Minh là 680.511.000 và tại Hà Nội là 692.309.000. Đối với phiên bản XL7 GLX ghế da, giá lăn bánh của xe tại các tỉnh thành khác là 672.661.000, tại thành phố Hồ Chí Minh là 691.661.000 và tại Hà Nội là 703.659.000. Giá lăn bánh trên đã bao gồm phí trước bạ 10% giá niêm yết xe tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác, 12% giá niêm yết xe tại Hà Nội, phí đăng kiểm 340.000 đồng, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho xe ô tô không kinh doanh 7 chỗ ngồi 873.400 đồng một năm, phí sử dụng đường bộ một năm 1.560.000 đồng. Phí biển số 20 triệu cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu tại các tỉnh thành khác. Phí bảo hiểm vật chất tự nguyện bằng giá trị xe nhân cho tỷ lệ phí, chuẩn mức tỷ lệ phí là 1,5%, ta có mức phí bảo hiểm cho từng phiên bản như sau: XL7 GLX tiêu chuẩn 8.848.000, XL7 GLX ghế da 8.998.000. Để cập nhật giá xe và giá lăn bánh mới nhất mỗi tuần, mời các bạn nhấn đăng ký kênh Ô tô Sài Gòn. Đừng quên nhấn like và subscribe, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.